Hôm nay nhân dịp 20 tháng 10 ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi cũng đi quay một số những bông hoa rất là đẹp để gửi lên tặng những người phụ nữ Việt Nam. Chúc những chị em phụ nữ Việt Nam luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui tươi và lành mạnh. Lúc nào cũng đạt được ý muốn trong cuộc sống, yêu chồng, yêu con. Tiếp theo là những bản nhạc sau đây, mời các bạn tiếp tục theo dõi.